xe hơi đẹp Meli, công suất 114 mã lực, giá hơn 260 triệu đồng. Dự kiến, Geely Gelmaising One 2025 sẽ lên kệ tại Trung Quốc ngay trong tháng 9 này nhằm cạnh tranh với BYD Dolphin. Giá dự kiến của mẫu xe hatchback này từ 80.000 nhân dân tệ, tương đương 261,08 triệu đồng. Gelmaising One mang ngôn ngữ thiết kế mới với đèn pha và đèn hậu hình bầu dục. Đầu xe tối giản, trụ xe màu đen, tay nắm cửa phẳng và kiểu dáng tổng thể mượt mà. Theo Geely, phong cách thiết kế này đặc biệt phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị. Geely Gelmaising One sở hữu một số tính năng đáng chú ý như mâm xe giờ 16 bốn chấu, dòng chữ Gelme nổi bật trên trụ đê và thân xe với màu sắc lấy cảm hứng từ kem. Xe có tổng cộng 7 màu sắc khác nhau gồm Vanilla Beige, Bazer Green, Berry Powder, New White, Mousse Silver, Chaffer Grey và Season Blue. Với kích thước tổng thể lần lượt là 4.135, 1.805, 1.570mm và chiều dài cơ sở 2.650mm, Gelmaising One dài hơn 10mm và rộng hơn 35mm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp BYD Dolphin. Không gian nội thất của Geely Gelmaising One được trang bị màn hình, cảm ứng treo lớn và bảng điều khiển LCD, vận hành bởi hệ điều hành Flam Auto của Meizu. Hệ thống này hỗ trợ chơi game và nhiều tùy chỉnh khác, cùng với trợ lý giọng nói AI tích hợp và khả năng tương thích cao với điện thoại di động Meizu. Nội thất còn nổi bật với vô lăng hai chấu, hai giá để cốc, cần số nhỏ và các họa tiết phát sáng trên bảng điều khiển trung tâm và tấm ốp cửa. Hộp đựng găng tay có dung tích lên đến 10 lít, trong khi không gian chứa đồ bên trong xe có đến 35 ngăn. Cốp xe có dung tích 375 lít và khi gập hàng ghế thứ hai, không gian tăng lên tới 1.320 lít, chưa kể một cốp trước với dung tích 70 lít. Gelmaising One được trang bị động cơ điện TZ160XS001 của GLB Power, cho công suất tối đa 78 mã lực và đạt tốc độ tối đa 125 km/h. Phiên bản cao cấp hơn được trang bị động cơ TZ160XS002 với công suất 114 mã lực và tốc độ tối đa lên tới 135 km/h. Khách hàng mua Geely Gelmaising One 2025 có hai tùy chọn pin LFP do CATL sản xuất với pin dung lượng 30,12 kWh cho phạm vi di chuyển 310 km theo tiêu chuẩn CLTC và 40,16 kWh cho phạm vi di chuyển 410 km.